cho thuê tòa nhà nguyên căn luôn, tầm ở trung tâm chợ Biên Hòa, thuộc đường Nguyễn Trãi. Đây là mặt tiền chợ Biên Hòa, đường Nguyễn Trãi, nhà văn hóa thiếu nhi, ủy ban tỉnh. Bên đây là có công viên Nguyễn Văn Trị, công phố đi bộ Nguyễn Văn Trị. Và đây là tòa nhà cần cho thuê, một trệt, một lửng và 4 tầng lầu. Nhà mới xây, mới hoàn toàn luôn cả nhà. Ngang 3,5 m, dài 17 m. Cần cho thuê nguyên căn luôn, do hiện tại là con cái ở nước ngoài chỉ có một mình nè, bà cụ sống ở nhà thôi, cho nên là muốn cho thuê ha. Nhà mới, mới hoàn toàn luôn. Đây là mặt tiền phòng khách. Nhà được bố trí là trống thông suốt, phù hợp với mở khách sạn mini hoặc spa hoặc công ty. Đây là phòng phòng khách. Tiếp theo phòng khách là chúng ta có thiết kế là thang máy. Thang máy này đi xuyên suốt từ trệt cho tới tầng 4 của ngôi nhà. Và phía sau là có một cái khu vực bếp. Khu vực bếp này thì có thể bố trí nấu ăn ở đây. Nhà vệ sinh. Tổng quan của căn nhà là gồm một trệt, 4 lầu. Được thiết kế là mỗi tầng như thế là một phòng khách, một phòng phía trước, ở giữa là thang máy và thang bộ, phía sau một phòng nữa. Tổng cộng là có 8 phòng ngủ và 8 nhà vệ sinh. Đây là thang bộ nè. Ở đây là khu vực thang máy. Các tầng được thiết kế giống nhau. Rất là đẹp. Cho thuê nguyên tòa luôn ha. Nguyên tòa nhà luôn, vì chỉ có một bà ngoại ở đây thôi, cho nên là cần cho thuê nguyên căn luôn. Máy lạnh trung tâm. 4 tầng thiết kế giống nhau. Ở trước một phòng, ở trước là ban công. Ở trước một phòng, ở sau một phòng. Ở giữa là có nhà vệ sinh chung, thang bộ và thang máy. Đây là nhà vệ sinh chung. 4 tầng được thiết kế giống nhau luôn ha. Phòng đầu tiên là ban công, tiếp theo là phòng một phòng, tiếp theo là nhà vệ sinh. Tiếp theo là đây là thang bộ. Đây là khu vực thang máy. Đây thang bộ và phòng ngủ. 4 tầng đều giống nhau như thế. Phòng ngủ này có vệ sinh bên trong. Vậy thì tổng quan của mỗi tầng là có 2 phòng, 2 vệ sinh, thang bộ và thang máy. Hệ thống máy lạnh, đèn, phủ kính. Có một số trang thiết bị nội thất cơ bản như là tủ và giường. Thang máy là sức chứa là 350 kg, được 4 người. Thang máy nội bộ. Đây là công viên Nguyễn Văn Trị, sông Đồng Nai, nhà văn hóa thiếu nhi, chung cư Thanh Bình, đường Nguyễn Trãi, chợ Biên Hòa. Tòa nhà cho thuê thì ở đây là sân thượng. Tòa nhà mới xây, một trệt 4 lầu, khu vực phòng thang máy ở giữa, vệ sinh. Đây là thang bộ, có thang bộ, có thang máy, phòng ngủ. Phòng ngủ, máy lạnh, vệ sinh, phòng tắm đứng, giếng trời. Không có giếng trời. Dạ, xin phép được tổng quan sản phẩm này như sau. Ngang 3,5 m, dài 17 m, ngay chợ Biên Hòa, có chỗ đậu xe, một trệt một lửng 4 lầu, nhà mới hoàn toàn, trống thông suốt, có thang máy luôn. Giá cho thuê nguyên tòa là 25 triệu một tháng, quá rẻ cả nhà ơi.